Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ thử cái quản chấm mực này với mực Nami. Thì để xem cái quản chấm mực này viết với mực Nami nó sẽ ra màu như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ thử cho các bạn xem. Đây là nọ mực Nami. Đây nha mọi người nhá. Mọi người có thể đây nhìn thấy cái nọ mực Nami đây. Ok, mình sẽ thử cái mực Nami này với quản chéo chấm mực. Và đây là chiếc quản chéo nối. Còn đây là chiếc ngòi G Canigraphy. Mọi người có thể nhìn thấy chiếc ngòi G đây. Chiếc ngòi này nó có chữ G ở cái ngòi bút, thân ngòi bút. Và chúng ta sẽ cắm vào cái chiếc quản bút này. Các bạn nhìn sao cho cái tâm ở cái giữa cái quản và cái đầu bút theo một cái đường thẳng. Mọi người có thể lấy thước mọi người đo như thế này. Nếu nó đúng ở giữa một đường thẳng ấy thì nó mới chuẩn được. Thì mà nếu mà nó chưa đúng thì mọi người có thể đẩy sâu vào một tí. Ok, theo mình như này là ổn rồi. Thì bây giờ mình sẽ chấm mực Nami tím này, mình sẽ viết cho mọi người thử cái nét bút của nó. Ok, mình sẽ thử cái nét chữ đầu tiên. Ra rất là đều mọi người ạ. Mực Nami, màu tím của mực Nami này nó sẽ đậm hơn các màu mực khác. Rất là đẹp. Mình sẽ viết thử vài chữ cho mọi người xem cái nét chữ của cái ngoài Canigraphy này và cái nọ mực và cái màu mực này. Rất là đẹp mọi người ạ. Mọi người có thể mua cái mực Nami này và mọi người viết mấy cái quản này, nó sẽ đỡ tốn và mực của nó ra cũng rất là đều mọi người nhé. Mực Nami này hiện tại đang có màu xanh, màu đen và màu tím, thì mọi người có thể lựa chọn. Cái quản bút này viết ngòi G nó ra rất là đều mực, rất là đẹp. Mình rất thích viết cái ngòi G này, không biết các bạn như nào. Ngòi G viết rất là đẹp. Chữ mình thì không được đẹp lắm, mình mới luyện chữ này thôi. Nên là mình mới luyện cái quản này thôi, nên là cái nét của nó chưa được như ý muốn của mình. Thì những người người ta luyện cái quản bút này lâu năm rồi ấy, thì cái chữ họ viết rất là mềm và đẹp. Thì mọi người cần tư vấn gì về bút mực luyện chữ ấy, và các cái sản phẩm luyện chữ thì mọi người có thể inbox vào cái fanpage của Pen Pro ấy. Thì sẽ có các bạn tư vấn cho các bạn sử dụng cái sản phẩm nào cho nó hợp để các bạn luyện chữ cho nó đẹp và đỡ tốn chi phí của các bạn. Cái nét cái bút này ra rất là thích. Ở video thử chữ và thử cái quản bút của mình đến đây là hết rồi. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh để mình sẽ review các sản phẩm tiếp theo cho các bạn nhé. Nếu các bạn cần mình review những sản phẩm gì thì các bạn hãy comment ở bên dưới, mình sẽ review các sản phẩm đấy theo yêu cầu của các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Xin chào.